tiên thì mình mời khách ngồi ghế, mình mở cái này, mở cái khoảng này cho khách ngồi. Đó là chỉnh ghế cho phù hợp với khách thì chỉnh bàn xuống và chỉnh ghế lên một chút xíu. Cái này mở khóa. Chút này phải. Từ bỏ lên cầm đi. Ơi da nó giật. Đau. Nhìn chú ơi nó giật đâu ấy. Chị thở tay như thế thì nó giật từ trong điện. Em bỏ cầm ở đây nhìn chị đi. Mở khóa cái này ra và mình quan sát thử cái này, cái phần này nó vừa với tầm mắt của khách. Mở mãi lên, mở mãi lên. Khúc nào anh? Khúc nào? Mở mãi. Cái này là mãi từ khúc nào? Mở mãi từ khúc đầu. Tại cái máy á, nó giật. Cái này là cái nút mở khóa cái máy. Mình di chuyển cái này vừa tầm của khách hàng. Mình điều chỉnh ghế sao cho nó phù hợp với cái tầm của khách. Đây nè. Em đặt cầm vào đây giúp chị nha. Cái này thì em chỉnh cái đặt cầm nó cao lên một chút xíu cho người khách. Cái nút này thì mình phải bằng tầm mắt của khách. Mở khóa máy. Di chuyển cái nút này để điều chỉnh cho nó. Máy sẽ tự động tìm, khi mà vừa khớp vào máy thì máy sẽ tự động tìm mắt của khách và tự động chụp 3 lần. Mình di chuyển qua mắt trái. Sau khi chụp xong thì mình di chuyển cái này vào giữa và mình khóa máy. Em bỏ cầm ra em giúp chị. Rồi mình di quay lại vị trí ban đầu. Ok. Cái nút này là nút nguồn của máy, còn cái nút này á là nút điều chỉnh bàn cao thấp, đây lên, đây là bàn lên cao, bàn xuống thấp. Còn nút này là ghế, chỉnh ghế lên cao, chỉnh ghế xuống thấp. Còn này là đèn, đèn để đo thì được nhìn gần cho khách. Trên này, nút trên máy. Nhấp. Cái nút này thì là cái nút để điều chỉnh cái cầm, đặt cái chỗ đặt cầm này lên cao và nút dưới này là đặt cầm xuống. Còn nút này thì để mình mở khóa máy, mở khóa để di chuyển cho cái máy quay lại. Rồi. Còn cái này là để điều khiển cái máy của mình để tìm mắt của khách hàng. Yeah.